Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Mới đi thăm mấy bảy con mối về. Nước dính nhiều con nữa. Rồi mấy cái dính ra nè. Hai cái. Ba. Bốn. Năm. 6 7 không dính rất nhiều. 8 9 10 11 12 cái này dính 2 con. 13 14 15 là dính 2 con luôn. 16 là dính 2 con luôn. 17 18 19 20, dính được 20 cái. 21 cái này đổ ra 1 con rồi. Mình đặt 40 cái, dính được 21 cái, 19 cái không dính. Mình đổ cái mối ra. Chia sẻ cái bẫy mình như thế này ha. Bẫy mình làm gì? Bên đây là mình để dế. Nè, bên đây ngăn nhỏ mình để dế. Có người làm á, người ta làm cho tới đây luôn. Nhưng mà mình đặt mình thấy á, nếu làm tới đây thì cũng được. Thứ nhất, nó tốn lưới, thứ hai tốn công mình. Mà hiệu quả nó không có. Không đặt thì có hiệu quả, nhưng mà đặt không bằng thì mình làm ngắn. Nhất dế mình thả vô trong đây á, nó chạy từ đây thì nó chạy ra, nếu nó ở đây hoài thì con cá mối nó nằm đây hoài, nên mình ngắn thôi. Nó đây chế chạy tới đây thì mối chạy tới đây, dế chạy ra ngoài sau thì con mối nó chạy ra ngoài sau và nó lòn vô cái cửa hôm này, lòn vô cửa hôm và đi vào. Làm ra sao cũng được nữa, nhưng mà cái để vô thấp hơn cái tỷ lệ này. Nếu con dế nó yếu thì nó nằm ở đằng sau không à, nó vô không được, nó nằm ngoài sau thì nó mối nằm ngoài sau hoài. Mình làm ngắn thì con dế nó chạy ra trước, còn con mối nó mới chạy ra trước, nó mới chạy vô được. Rồi sau đây mình đổ con mối ra, rồi mình vô dế mình đặt lại. Đây một dế mà cũng còn dế, cũng còn nhóc thôi nè. Cái nào kiến ăn thì mình bỏ vô thôi. Xong một cái. Để mình ngừng là mình đổ qua hết ra ta. Đây, mình đổ ra được nhiều. Hơn nửa ký. Hai mấy con. Hơn nửa ký. Rồi, bạn nào muốn mua bẫy hay là ăn gắn mối thì alo mình